Xin cảm ơn luật sư rất nhiều cho những chia sẻ liên quan tới các đề tài đó. Nhân đây thì cũng muốn hỏi luật sư về một cái câu chuyện mà sau ngay sau chuyến đi Việt Nam của luật sư trở về lại Hoa Kỳ đã dự tính nói về việc này, nhưng cho tới nay mới chắc là cũng mới có dịp. Được biết là chuyến đi của luật sư về Việt Nam lần qua đã có tiếp xúc được với nhiều cựu lãnh đạo của Việt Nam. Câu chuyện về việc tiếp xúc với lại cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng như là cựu chủ tịch Trương Tấn Sang đã được luật sư chia sẻ nhiều. Nhưng còn một nhân vật nữa mà luật sư cũng đã được tiếp xúc, người ta cũng đã thấy hình ảnh nhưng chưa bao giờ nghe nói tới. Đó là cuộc tiếp xúc với cựu thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng. Luật sư có thể hé lộ đôi chút về cái cuộc gặp gỡ rất là hy hữu đó, thưa luật sư. Thật ra tôi gặp ông Nguyễn Tấn Dũng vào đúng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Tôi là người song đất của nhà ông Dũng ở tại Sài Gòn, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lẽ cái người cùng phải song đất với tôi là ông Vũ Hoàng Lân. Nhưng mà ông Vũ Hoàng Lân không có về kịp. Nên ông Nguyễn Tấn Dũng đợi. Đợi không được thì tại vì tôi phải bay về Hà Nội nên chỉ có mình tôi tới. Khi mà tới đó thưa anh Lân thì gặp ông Nguyễn Tấn Dũng khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, nhưng ông làm cho tôi có nhiều cái ấn tượng. Đương nhiên là cũng như những người khác ở tại Việt Nam, bước vô nhà là thấy cái bàn thờ gia tiên. Tôi cũng thắp nhang bàn thờ gia tiên ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi cũng nói thiệt trước với quý vị như vậy. Tại vì tôi là người tôn trọng vấn đề văn hóa của Việt Nam. Tôi thắp nhang trước bàn thờ gia tiên của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và tôi cũng được ngồi cái chỗ mà anh Lân vừa rồi tới nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, anh Lân ngồi đó, cái chỗ đó là tôi chỗ tôi ngồi. Và ông Nguyễn Tấn Dũng á, thì ông nói chuyện, tôi không ngờ ông rất là bình dân như vậy anh Lân. Rồi ổng lại người khi mà trà nước trà thì bài phu nhân của ông Dũng đưa lên, thì ông Dũng ngồi ổng thân tình lắm, ổng ngồi có rót trà cho tôi, chắc có lẽ anh Lân cũng được ổng rót như vậy. Một cái cử chỉ rất là thân mật mà tôi nghĩ rằng là tôi không thấy được ở bên Mỹ này. Tôi tới nhà ông cựu tổng thống George W. Bush chưa bao giờ mà có cái cảnh nào mà ông có thể mà ông làm cái gì cho mình hết. Mình làm cái gì cho ổng thì có, chứ làm sao mình có cái cảnh là một ông cựu lãnh đạo làm cái chuyện đó cho mình. Còn đây đó thì ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông rót trà nước trà cho tôi, ông thấy tôi hết nước trà cái lão câm liền à. Nhưng mà nói chuyện đi nói chuyện lại đó thì cái đề tài chính yếu mà ông xoay vô đó là cái đề tài hòa hợp dân tộc. Tại vì khi mà ra cái nghị quyết 36 đó, vào năm 2004 đó, là ông Nguyễn Tấn Dũng đóng một cái vai trò quan trọng trong cái chính sách này. Ai cũng biết rồi. Ông Nguyễn Tấn Dũng là ông muốn đề cao cái vấn đề là hòa hợp dân tộc. Nên ông mới nhắc đến cái chuyện mà hòa hợp dân tộc là nhiều nhất. Ông mới cho rằng là tôi tức là tôi đang kỳ đó đang kêu gọi cái hòa hợp dân tộc mà theo ông Dũng đó, đúng là cái nghị quyết 36 mà ông Dũng muốn. Mà ông có nói với tôi tâm sự thì tôi thích cái tâm sự đó. Ông nói rằng là người Việt Nam họ rất là tế nhị, họ tinh tế. Nếu mình làm một cái gì đó mà không thật á, không thật từ cái tâm mình á, là người ta biết liền thôi. Không có qua được cái con mắt của người dân Việt Nam, mà điều đó đúng. Cho nên ông nói là chứ nếu mà anh Hùng làm cái chuyện gì, anh muốn làm cái chuyện hòa hợp dân tộc á, nó phải từ cái tâm của anh thật như vậy. Anh phải làm một cái gì rất là thật, cái sống thật, anh suy nghĩ thật thì người ta mới biết rằng là anh thật. Còn anh mà anh có nói cho hay mà cái tâm anh không có đó thì thế nào người ta cũng biết, không cách này cách khác người ta cũng biết, không sớm thì muộn người ta cũng biết, mà người ta biết rồi thì tiêu vong anh. Ông mới tặng tôi cái tấm plaque, tấm bảng có chữ chữ tâm đó. Nhắc lại cái chữ tâm là cái là căn bản để về đến nói chuyện với dân Việt Nam. Hình như sau này anh Lân cũng được cái bản chữ tâm đúng không anh Lân? Anh Lân, Dạ.
Anh có được cái bảng chữ tâm của ông không? À, cũng có một vài món quà từ từ ông ấy ạ. Nhưng mà có cái chữ tâm không? Có, thưa thưa luật sư. Dạ vâng, thì tôi cũng được cái bảng chữ tâm và cái món quà khác của ông là cái cuốn sách đó. Thế thì cái ông nhắc muốn đi nhắc lại cái chữ tâm đó. Ông nói rằng là chứ có lẽ là vì chữ tâm thì chỉ khắc cho tôi với anh Lân thôi, mà anh Lân tới trễ, anh Lân tới sau, anh Lân nhận lấy, tôi biết trước cái chuyện đó là chỉ có hai người được ổng tặng cho cái này thôi, đó là thiệt với anh Lân. Ổng nói tôi tặng cho anh Hùng với anh Lân thôi, còn không ai nữa hết. Không biết là tôi thì chắc chắn là vì anh Lân có nên là đó. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi với ông Dũng gặp nhau ngày đầu năm 2020. Và sau đó thì khoảng chừng 1 tiếng rưỡi thì tôi rời khỏi nhà ông Dũng. Đó là câu chuyện thiệt đã xảy ra với anh Lân. 1 tiếng rưỡi thì chắc là sẽ nói nhiều chuyện lắm. À, ngoài cái đề tài hòa giải dân tộc thì ông ấy đã nói thêm những gì khác, thưa luật sư, và ngược lại thì luật sư đã trao đổi gì ngược lại với ông ấy ạ? Nói chung là cũng chuyện chính trị, thí dụ như là hồi xưa tôi bị bắt là dưới cái thời của ổng, là ổng lúc đó làm công an của thành phố Hồ Chí Minh, thì có điều tra tôi rồi cũng nhắc lại cái kỷ niệm cũ vậy thôi anh Lân, tức là nó xảy ra thời gian đó thì cũng đã mấy chục năm trời rồi, bây giờ gặp nhau lại thì cũng là thấy khác nhau. Ổng bây giờ tính ra như vậy là tôi với ổng gặp nhau lúc đó bây giờ tới là tới 28 năm rồi, cũng kinh thiệt, 28 năm. Nếu gần giống như là trước á, thì gặp ổng là trong một cái tình thế tôi là người bị điều tra, ổng là người sếp đi điều tra, đúng không? Bây giờ thì ổng lại là một người đã về hưu, về là cựu thủ tướng. Rồi tôi đến với tư cách là một người trước đây là, nếu mà nói hồi xưa là kẻ thù, nhưng mà đây thời gian sau thì lại là cái người, mình nói dùng danh từ là người bạn cũng được, cũng có thể là như vậy, nhưng mà là cái người có cùng một cái quan điểm, đó là quan điểm hòa hợp dân tộc, nên là nó cũng là một cái nghĩ đi nghĩ lại nó cũng rất là lý kỳ. 28 năm sau, 28 năm sau, sau khi mà đã gặp lần thứ nhất và tức là ấy rồi ra, thì 28 năm sau gặp lại thì hai cái bối cảnh nó cũng khác nhau, nên là đó là anh nhìn, đó là cái sự chia sẻ lúc đó như 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi thì chắc là cũng có nhiều cái sự quan sát và cảm nhận. Thế thì nếu mà nói về cảm nhận về cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như là cảm nhận về một người lãnh đạo, một cựu lãnh đạo thì qua tiếp xúc trực tiếp như vậy thì luật sư thấy điều gì? Có thể nói điều gì? Về cách tiếp xúc ăn mặc thì ông Nguyễn Tấn Dũng ăn mặc theo cái kiểu rất là giản dị, không có ăn mặc công lê giống như tôi thì là lúc đó ăn mặc công lê, ông Dũng thì ăn mặc rất là giản dị, và nói chuyện thì không có một cái gì mà kiêu căng hết. Ông Dũng ông nói chuyện ông xưng là tôi thì chú, tôi là chú, chú là chú em nhỏ tuổi hơn đó. Cái cách xưng hô cũng là một cách cho thấy rằng là không có một cái sự gì kiêu căng phách lối hay là ngăn cách cả, mà lúc nào cũng thân mật, tôi chú này nọ, chú nên suy nghĩ hay là gì đó, chú đặt cái quan trọng chữ tâm thí dụ như vậy đó. Thì tôi thấy rằng là cách nói đó không phải là của một người trên là gì, mà gần giống như là cái tình anh em trao lại cái kinh nghiệm, trao lại cái kinh nghiệm, và cái đó là ông muốn là công việc mà đi ra ngoài mà vận động cho cái hòa hợp dân tộc đó, là phải xuất phát từ cái tâm cái đã. Đó là cái ánh nhìn của tôi nên là Chắc hẳn là một cuộc gặp ấn tượng như vậy sẽ còn nhiều điều nữa. Luật sư, còn điều gì có thể chia sẻ thêm với mọi người về cuộc gặp gỡ đó với ông Nguyễn Tấn Dũng hay không ạ? tôi có thể có một nhận xét về bà phu nhân của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tới tôi thấy bà cũng ăn mặc rất giản dị, mà bà cũng đi lo các cái việc chung quanh nhà rồi bà xuống dưới bếp. Tôi không xuống dưới bếp, tôi tại ngồi trên phòng khách mà tôi biết là bà xuống dưới bếp, bà cho đưa bình trà lên, nhờ cái người một người mà tới đó rồi đưa bình trà lên. Cách của bà lúc nào gặp, lúc tới gặp đó, thì có mặt bà phu nhân Nguyễn Tấn Dũng, bà không có nói gì hết, bà chỉ nở nụ cười thôi, lúc nào cũng cười hết. Rồi khi về thì phải chào chú Hùng đi về rồi cười.
Tự nhiên tôi cảm thấy rằng là hai ông bà này rất giản dị lắm. Có thể rằng là mình trước đây mình coi qua hình ảnh TV mình thấy người ta sao rất là cực kỳ xa cách. Và nhất là tôi đó, tôi đã từng là một cái người bị điều tra đó. Thì cái cảm giác cái lúc mà bị điều tra rồi bây giờ cái cảm giác mình tới là mình thấy rằng là nó khác nhau lắm. Mà khác nhau hơn nữa là khi có một người phu nhân đó, đáng lẽ người ta là thường thường những người phu nhân như vậy đó là họ ít xuất hiện lắm, họ không muốn có cái cảnh người ta, tại vì bà Nguyễn Tấn Dũng ra khi gặp đó, không có son phấn, không có một cái gì son phấn hết, không lòe lòe. Tôi thấy bà Nguyễn Tấn Dũng đó, tôi so sánh bà Nguyễn Tấn Dũng giống như là bà Nguyễn Minh Triết, hai người phụ nữ không có một cái gì kiêu sa, không có lòe loẹt, không son phấn, không một cái gì hết. Ăn mặc rất là giản dị. Tôi nghĩ rằng là cái bộ áo đó cũng rất là giản dị, không có mắc tiền. Đó là cái cảm giác của tôi. Không những ông Nguyễn Tấn Dũng mà cả bà Nguyễn Tấn Dũng, tôi quý sự giản dị, khiêm nhường của họ. Đó là ánh nhìn của tôi. Mà tôi hỏi ngược lại anh Lân nè, anh Lân tới rồi, cái cảm giác của anh Lân sao? Anh Lân tới nhà ông Nguyễn Tấn Dũng rồi, cảm giác anh sao? Anh gặp bà Nguyễn Tấn Dũng rồi đúng không? Cảm giác anh sao? Có giống như tôi không? À, về bà Nguyễn Tấn Dũng thì dạ đúng, y như là luật sư diễn tả, không không không, không sai tí nào ạ. Nhưng mà còn ông Nguyễn Tấn Dũng, anh Lân cũng gặp rồi, anh Lân có cảm giác sao? Đánh giá làm sao? Bây giờ hôm nay là bị phỏng vấn ngược hay sao đây? Tại vì có hai người tới gặp ông Dũng thôi, chỉ là tôi đi trước, anh Lân đi sau. Thế bây giờ anh đã hỏi tôi rồi thì tôi cũng muốn coi thử là cái ánh nhìn của tôi trúng hay không chứ. Bây giờ anh Lân thấy sao? Có thể nói là câu chuyện với ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng mấy tiếng đồng hồ, thành ra là nó có rất là nhiều điều, nhưng mà tôi xin chia sẻ ở đây với luật sư Hoàng Duy Hùng và mọi người hai hai cái chuyện. Ngoài cái việc mà nói rất nhiều về không không nói nhiều quá về cái vấn đề hòa hợp hòa giải là cái đề tài mà luật sư đã trao đổi với ông Nguyễn Tấn Dũng, mà nhiều tới những cái vấn đề liên quan tới thông tin, liên quan tới báo chí, liên quan tới những cái thông tin ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ. Có hai cái điều mà tôi hỏi ông ấy và có câu trả lời. Cái thứ nhất là liên quan tới cái tấm hình mà đã được rất nhiều người ở đây phát tán cái thời gian mà báo Người Việt bị biểu tình. Đó là cái tấm hình có ông Nguyễn Tấn Dũng hồi ấy trong cái vai trò là Phó Thủ tướng, ngồi trong một cái bàn họp mà ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi và những người làm việc của ông ấy ngồi phía bên tay tay phải, nếu mà nhìn vào từ ngoài vào tấm hình, và phía bên tay trái là một số người ở bonsai. Còn ở giữa đầu bàn thì có ông Đỗ Ngọc Yến ngồi. Thì tôi có hỏi cụ thể là tại sao có tấm hình đó, trong ngữ cảnh nào, và vì sao có cái vị trí ngồi như vậy, ông Đỗ Yến ngồi đầu bàn như vậy, có phải là người chủ tọa như 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 là rất là nhiều những cái đồn đại hay không. Tôi cũng đưa cho ông ấy xem cái tấm hình đó, trên net thì mình dò thì cá ra thôi. Ông ấy xem qua rồi ông ấy nói rằng ông không không có nhớ, không có nhớ có cái buổi này. Ông ấy nói rằng là có lẽ là tại vì mỗi cái chuyến đi như vậy thì gặp rất nhiều nhóm, rất nhiều tổ chức, rất nhiều hội đoàn, cho nên là không có nhớ cái buổi này một tí nào cả. Rồi tôi hỏi tới tại sao có cái vị trí ngồi như vậy, thì ông ấy nói rằng là không có gì đặc biệt, tại vì ngồi thì hai phía ngồi nói chuyện với nhau, cái vị trí đầu bàn đó không có phải là thực sự quan trọng. Và sau này có một vài lần tôi đi ăn uống ở trong các nhà của những người ở Hà Nội đó, thì quả thật là như vậy. Cái phần đầu bàn thì thường thường để cho những người mà không quan trọng ngồi ở đó, còn những người mà họ quan trọng thì họ ngồi ngay giữa, ngay chủ nhà thì họ ngồi ngay giữa cái phần ngang của cái bàn, rồi những người quan trọng thì ngồi kế người chủ nhà, hoặc là người khách quan trọng thì ngồi đối diện người chủ nhà. Đó là cái phần được lý giải về cái đó. Một cái câu chuyện thứ hai cũng rất là thú vị, đó là một dạo ở Bonsa đồn rằng là người ta có nhìn thấy ông Nguyễn Tấn Dũng tới một cái quán phở ở Bonsa ăn.
Tôi nghe cái tin đồn đó từ hồi hồi đó lúc ông ấy còn còn tại chức. Lúc ấy có người thì tin, có người thì nói ra cái này là người giống người, hoặc là phịa ra cho nó có, để cho nó cho nhiều người có câu chuyện ở Little Sài Gòn thôi. Thì luật sư nghĩ là có hay không? Tôi nghĩ có. Ông Nguyễn Tấn Dũng, ông thẳng thắn. Thì ông ấy nói rằng là cái vụ đó là có. Ông ấy có lần đi qua đây rồi, không mấy không nhớ, ông ấy kể là do những người tùy tùng mời đi, hay là ý ý đó là ý của ông ấy, nhưng mà có vào một cái quán phở ở lên Little Sài Gòn và ăn. Thì ông ấy nói, và tôi hỏi thì nếu mà ăn thì có bị những người xung quanh họ tới họ phản đối gì không, thì ông nói thì cũng có một số người nhận ra và đi qua nói chuyện rất vui vẻ. Những người đó họ nói là họ là sĩ quan chế độ cũ, ngồi nói chuyện chứ không có người nào gọi là gây sự cả. Đó là hai cái câu chuyện mà tôi được trực tiếp hỏi và được trực tiếp cái xác minh từ chính ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa luật sư, như vậy là cũng mà còn nhiều lắm thôi, nhưng mà như vậy là hy vọng là cũng chia sẻ được vài điều. Không những ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang á, ông cũng nói với tôi là khi qua Hoa Kỳ đó, là lúc mà một số người biểu tình xong rồi, như ông Trương Tấn Sang nói là có những người bạn học cũ của ông hồi còn nhỏ đó, mới nhận ra rằng là như vậy đó, thì lúc đó lại bắt tay nhau là rủ nhau đi ra ngoài chỗ khác nhậu cười chuyện nói chuyện rồi hiểu nhau hơn. Còn ông Nguyễn Tấn Dũng ông cũng nói với tôi có mà ông nói nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm đó. Tức là ông cũng được có một cái hoàn cảnh giống như vậy, tức là những người sau một cái cuộc biểu tình có gặp và cũng có đi ăn phở, và có lẽ đó là lý do có là cái quán phở đó. Nó cũng nói lên một cái tính cách khác mà nhiều người hải ngoại không nhìn ra. Người ta nghĩ rằng là những người lãnh đạo của Việt Nam á, là chắc qua bên này là sợ bỏ thuốc độc hay là chết nhát hay gì không ấy. Nó không trúng. Những người như ông Sang và ông Dũng kể chuyện thấy rất là rõ ràng là họ không sợ, họ tới tỉnh khô các cái cửa nhà hàng của Việt Nam đó, họ ăn đó, họ đâu có sợ bị bỏ độc, họ còn giỡn chơi với nhau với những người kia nữa. Nên là đôi lúc những người hải ngoại đánh giá không chính xác. Cái câu chuyện mà anh Lân nói, mà anh Lân hỏi tôi, Lân hỏi rằng là có tin hay không đó, thì tôi cũng biết là ông Nguyễn Tấn Dũng có đi ăn ở ngoài, có, ông Trương Tấn Sang cũng vậy nữa. Đó là ánh nhìn của tôi. Và cảm ơn Lân đã chia sẻ cho cái câu chuyện cũng khá lý thú như vậy. À, chắc còn nhiều chuyện lắm nha, của anh Lân, nhưng mà mai mốt anh Lân chắc chia sẻ cho ông. Còn chuyện của tôi thì tập trung nói chính yếu là về vấn đề hòa hợp dân tộc, và ông có nói qua cái quá trình lịch sử của đất nước đau thương như thế nào, nhất là Pháp vào để gọi là kích động rồi chia đôi đất nước, rồi Mỹ đã tìm cách hất Pháp ra khỏi Đông Dương, vân vân. Nếu mà không có những cái cường quốc mà có mưu đồ đó thì đất nước của chúng ta đã không phải bị đau thương giống như vậy. Thì tôi cũng đồng ý với ông Dũng những cái ánh nhìn đó, tên là dạ. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều, chia sẻ những cái điểm rất thú vị trong cái cuộc gặp gỡ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những lần tới với những đề tài tới, thưa luật sư. Vâng, thưa lần trước khi mình kết thúc, tôi cũng xin cảm ơn người bạn đã phối hợp với chương trình cho tôi khi gặp ông Nguyễn Tấn Dũng, mà tôi nghĩ anh Lân chắc cũng cảm ơn người bạn đó, tại vì không có một cái sự phối hợp mà khéo léo, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, mình cũng đâu có một cái cơ hội để biết nhiều thêm về một vị cựu lãnh đạo. Có lẽ bây giờ thì ở ngoài thì có những cái hình ảnh hơi xa cách, nhưng mà khi mình ngồi nói chuyện thì mình hiểu nhau hơn, thưa anh Lân, đó là ánh nhìn của tôi. Xin Cảm ơn người bạn. cảm ơn luật sư, và chúc cho luật sư trong những ngày tới với và cũng chúc cho Houston sẽ không trở thành cái ổ dịch thứ hai, mà nếu có trở thành thì riêng cá nhân luật sư và những người trong cộng đồng Việt Nam sẽ được thật sự là an toàn trong những ngày tới ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Lân rất là nhiều. Và xin kính chúc anh Lân và toàn thể quý vị khán thính giả một ngày vui vẻ. Hẹn gặp quý vị chương trình kỳ sau.